Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay tình hình ùn tắc cục bộ trên địa bàn thành phố Nam Định đã bắt đầu xuất hiện ở một số tuyến đường, điểm nút giao thông vào giờ cao điểm. Thực trạng này gây ảnh hưởng đến việc lưu thông phương tiện và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên Góc nhìn và dư luận. Hình ảnh các phương tiện xe cơ giới, ô tô, xe máy nối đuôi nhau san sát, nhích từng tí một qua ngã tư giao cắt giữa đường Giải Phóng và đường Điện Biên thành phố Nam Định, những tưởng phải là hình ảnh được ghi lại ở các đô thị lớn của Việt Nam, chỉ ít ai có thể hình dung đây là tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ ở thành phố Nam Định. Theo người dân phản ánh, hàng chục năm nay vẫn chưa giải tỏa được một số hộ dân ở đúng đầu điểm nút giao thông này nên làm cho đoạn đường bị thu hẹp, dẫn tới tình trạng tắc đường cục bộ. Vào các giờ cao điểm như sáng sớm và giờ tan tầm, lưu lượng phương tiện giao thông của người dân, công nhân, học sinh và xe ô tô của các doanh nghiệp ra vào khu công nghiệp Hòa Xá đi qua đoạn đường này lớn nên thường xảy ra tình trạng ùn tắc, tắc nghẽn cục bộ. Trong khi đó, tuyến đường Giải Phóng lại gần như là đường độc đạo từ trung tâm thành phố vào khu công nghiệp Hòa Xá, cộng với gần điểm giao cắt đường sắt nên tình trạng tắc nghẽn càng trở nên nghiêm trọng hơn. Từ cái thập kỷ 90 đến nay cơ, cái dự án này đã rất là lâu rồi. Mà về bên phía Lộc Hòa ấy, thì đã được giải tỏa và đền bù cũng từ thập kỷ 90. Đấy là không biết là vì cái lý do gì đó mà cái dự án không tiếp tục, mà cho đến nay con đường này nó là thắt cổ chai. Nó tắc cái bánh hai bên đều đường, nó rất rộng. Mà về đến cái ngã tư giữa Điện Biên và Giải Phóng không có ngày nào không tắc được cả. Nhiều lúc cảnh sát giao thông xuống báo cáo cũng không làm sao. Về phía chính quyền ấy thì cũng đã nhiều lần họp tiếp xúc cử tri, hội đồng nhân phường, hội đồng nhân thành phố là cũng rất nhiều năm mà rất nhiều kỳ họp và phản ảnh rồi. Kể cả các đồng chí bí thư, chi bộ cho đến tổ dân phố bà con đều có ý kiến mà đến nay cũng rất là lâu rồi mà cũng không giải tỏa được. Về cái tắc đường này, thứ nhất là về buổi sáng, rất cái giờ cao điểm thì không thể nói nào là đi được, gần như là nó như lên cối. Anh cũng là làm ở đây, nên là cứ thường thường là cái giờ cao điểm thì tắc là anh không thể đi được. Đi làm thì lúc về thì về tầm độ đến 20 phút mới về đến tận nhà. Từ ở nhà anh ở Thành Trung ấy, từ đường Giải Phóng thì được tầm độ một cây cho số thôi, nhưng mà đến 20 phút mới về được. Từ tàu Thống Nhất đến ra cái ngã tư chỗ thắt cổ chai này thì nó rất là gần. Ga Maria này nó chắn cái là toát tắc toàn bộ luôn, coi như là không ai thì đi được. Hiện nay phương tiện xe cơ giới, đặc biệt là ô tô cá nhân ở địa bàn tỉnh phát triển nhanh. Theo thống kê của ngành giao thông vận tải tỉnh, năm 2020, tổng số phương tiện đăng ký mới với ô tô là 4.397 xe, mô tô xe máy trên 55.000 xe. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số phương tiện đang quản lý đối với ô tô là trên 39.000 xe, mô tô xe máy xe ba bánh là trên 1.169.000 xe. Mật độ phương tiện giao thông đường bộ lớn, đường nội đô thì chật hẹp, cộng với tình trạng dừng đỗ xe ô tô tùy tiện của người tham gia giao thông, nên trên địa bàn thành phố, ngoài điểm nút giao thông đường Giải Phóng Điện Biên thì một số tuyến đường Hàng Tiện, Trần Hưng Đạo, Thành Trung, Hai Bà Trưng và ở các khu vực phố cổ cũng đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông vào các giờ cao điểm. Trước kia thì tôi thấy là đường nó còn thông thoáng một tí, nó đỡ giờ đi buổi sáng đi làm và buổi chiều đi làm về thì nó không tắc. Nhưng gần đây độ khoảng nửa tháng nay ấy là chiều nào về cũng tắc đường. Và buổi sáng như buổi chiều là cứ đi hết lên về hè, vì là hai bên đỗ ô tô nhiều quá. Hai bên, coi như là cứ hai bên đường là ô tô đi, trên là còn một đoạn giữa là họ đi không đủ để xe máy và một cái ô tô, hai cái ô tô tránh nhau, cho nên là họ cứ đi hết lên về hè và thường thường hay xảy ra va chạm. Tôi không thấy có biển gì cả, cho nên họ cứ đỗ người thôi. Không có biển đỗ, mà không biển cấm, nên họ cứ đỗ thôi. Nói chung là cứ tầm tối họ đi làm về là nhiều xe đỗ, và buổi trưa. Lắm lúc đỗ nhiều lắm, mà nhất là ngày lễ, ngày Tết thì kín không còn chỗ mà đỗ nữa luôn. Mặc dù mức độ ùn ứ, tắc đường trên địa bàn thành phố Nam Định chưa đến mức nghiêm trọng như ở các thành phố lớn, nhưng với tốc độ tăng nhanh của phương tiện giao thông cá nhân như ô tô, xe máy thì thực trạng dừng đỗ ô tô tùy tiện như hiện nay, thì trong tương lai, Nam Định hoàn toàn có thể xảy ra viễn cảnh về tình trạng tắc đường giống như ở Hà Nội. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh tình trạng tắc đường, mất bò mới lo làm chuồng, ngoài việc khẩn trương giải phóng mặt bằng, giải tỏa những điểm giao thông thắt cổ chai như khu vực ngã tư đường Giải Phóng Điện Biên, thì các cấp các ngành cần có sự phối hợp tính toán, bố trí các biển cấm dừng đỗ xe ô tô và quy hoạch bãi đỗ xe công cộng phù hợp với thực tế và nhu cầu người dân.